Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con tạ ơn Chúa vì tất cả những ân lành và trải nghiệm mà con sẽ nhận được ngày hôm nay. Con lắng nghe lời Chúa nói với con. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Hôm nay con xin Chúa ban cho con phần đức tin mà con còn thiếu, và con cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon 2023, để đức tin của họ được đổi mới đến mức họ có thể rời non lấp biển đến bất cứ nơi nào họ được Chúa sai đi. Con xin dâng ngày của con và cầu nguyện cho họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, trong thứ bảy này, con mở lòng lắng nghe về thử thách mà Đức Thánh Cha Francisco đặt ra cho tất cả những người trẻ tuổi. Giáo hội Chúa Kitô luôn có thể rơi vào cám dỗ đánh mất lòng nhiệt thành, bởi vì giáo hội không còn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để mạo hiểm trong đức tin, để cho đi mọi thứ mà không lường trước những nguy hiểm, mà quay trở lại tìm kiếm sự an toàn giả tạo của thế gian. Chính người trẻ có thể giúp giáo hội duy trì sự trẻ trung để không sa ngã, không từ bỏ, không kiêu ngạo, không bè phái, nhưng gần gũi với những người bé mọn nhất và bị loại bỏ, đấu tranh cho công lý, để cho phép mình bị thách thức với lòng khiêm nhường. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con cố gắng làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn và tìm kiếm một nơi yên tĩnh để biết ơn những điều tốt đẹp của ngày hôm nay. Dưới ánh sáng tin mừng, con tự hỏi về thang giá trị của mình. Có những điều gì quan trọng hoặc đã thu hút sự chú ý của con ngày hôm nay? Đôi khi con chỉ nhìn vào những thứ nổi bật và không coi trọng những điều đơn giản. Con để mình bị dẫn dắt bởi vẻ bề ngoài. Xin giúp con lớn lên trong lòng biết ơn, để con biết coi trọng hạt cải trong mọi sự. Hãy tha thứ cho con vì đã chỉ coi trọng bề ngoài của mọi thứ và không nhìn vào sâu bên trong trái tim. Lạy Chúa, xin đỡ nâng con vào hôm mai. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.